Trở lại với chương trình do Mai Tuấn, Vũ Trung thực hiện trong ngày hôm thứ hai, thì thưa quý vị, một lần nữa là ngày thứ hai là ngày nó rất buồn tẻ. Nếu chúng ta không nhắc về chuyện ông Trump thì cũng không được, bởi vì nó thiếu đi một phần mà quý vị khán giả, một cái số lượng người nào đó quan tâm. Chúng tôi xin chuyển sang một cái tin một chút là cuộc chiến pháp lý giữa người dân và thành phố Los Angeles, để nói lên rằng là làm một viên chức thành phố đó là cấp bậc nhỏ, cũng không phải là đơn giản. Phải làm sao có tiền để mà giải quyết cho những bộ phận này, bộ phận kia ở trong thành phố. Ví dụ chẳng hạn như kể cả cái tiền mà sẵn sàng bồi thường cho những cái bất ngờ nó xảy ra. Chúng tôi muốn đề cập đến cái chuyện là thành phố Los Angeles đã phải chấp nhận rất nhiều khoản tiền lên đến bạc triệu để kết thúc cho nó rồi những cái chuyện kiện thừa của người dân. Câu chuyện như sau. John Leopold Victoria, ông ta đang đi băng ngang đường ở trên một cái đại lộ ở trên thành phố Los Angeles. Đại lộ này nó có tên là Franklin. Ở ngay cái đúng chỗ mà ông đi ngang đường á, thì có, nói chung là có cái vạch kẻ đó, thì ông bị một chiếc xe ô tô nó đâm trúng ông. Chỉ có thế thôi. Tai nạn này nó xảy ra từ năm 2013, khiến cho Victoria bị hôn mê nhiều tháng liền, và cuối cùng thì gần như não bộ của ông hoàn toàn bị tổn thương, không hoạt động như bình thường. Sau đó thì cái chuyện này xảy ra, nạn nhân và người mẹ của nạn nhân đâm đơn kiện cả cái tài xế lẫn chính quyền thành phố. Tài xế thì chắc chắn là không có nhiều tiền bằng thành phố, thì quý vị biết cái chuyện gì xảy ra. Trong cái đơn kiện nói rằng là ở ngay cái chỗ mà giao điểm mà nạn nhân băng qua đó, cái làn vạch cho người đi bộ nó quá mờ, nó không rõ, và cái thiết kế gọi là cái thiết kế về giao thông cho người đi bộ nó quá kém. Luật sư của Victoria cho rằng là ví dụ chẳng hạn cụ thể trước tòa và được tòa chấp nhận là các tín hiệu cảnh báo, tức là báo động trước, cũng như vạch kẻ như chúng tôi vừa trình bày đó, bị che khuất đi, có mờ nhưng bị che khuất, nằm sai chỗ. Và đây luật sư còn chứng minh thêm, cũng tại khu vực này có vô số những cái tai nạn đã xảy ra mà ông ta gọi là history of accidents ngay cái chỗ điểm đó. Và chỉ có thế, sự kiện kiện qua kiện lại nó kéo dài đến vài ba năm, thì cuối cùng thành phố cũng phải kiện ngược lại. Thì trong cái đơn kiện ngược lại cách đây mới có 2 năm thôi, thành phố lại nói rằng cái sự kiện này được gây ra và có những cái phần và có những phần tử đã tạo ra cái sự cầu thả. Phần tử này thì không được nói rõ. Victoria đã biết cái điều này có thể xảy ra nguy hiểm, nhưng mà vẫn tiếp tục đi vào khu vực đó để chứng minh rằng là có một cái intent to do, tức là biết là nó có cái thể nguy hiểm nhưng mà không cẩn thận, để quy vào cái chỗ là tới cầu thả của cá nhân. Thế nhưng kết quả là 15 triệu thành phố đã phải trả ra, nhưng đâu có đủ tiền. Thì bắt đầu tăng tiền điện, tiền nước, tiền thế này thế kia, rồi hứa là trả trong 3 năm. Mỗi năm là 5 triệu, cái tiền này được dùng để gì? Để trả chi phí chăm sóc cho nạn nhân là Victoria. Và còn rất nhiều những cái đơn kiện trước đó nữa, từ 3 triệu rưỡi cho đến 7 triệu rưỡi, cũng chỉ liên quan đến một cái rễ gốc cây nó mọc to quá, nó làm cho người đi bộ vấp rồi té cũng bất tỉnh và sụt xuống hố chẳng hạn. Nó vô số cùng. Nói tóm lại là qua cái thông tin vừa rồi, quý vị thấy rằng tại sao ông Trump cứ phải nhăn nhó, ông bất an, ông cứ 3 giờ sáng thức dậy ông tweet, nó bị nó căng thẳng quá. Rồi nhìn đến những cái người dân cử trong cộng đồng Việt Nam, chỉ là một cộng đồng nhỏ thôi nhưng mà rất có nhiều những cái âu o qua lại với nhau, đặc biệt trong mùa tranh cử. Sự thể nó là tất nhiên phải có về những người gọi là muốn đi vào con đường chính trị là như thế. Trở lại với anh Mai Tuấn. Thưa quý vị và thưa anh Vũ Trung, nói thoáng qua về Tổng thống Donald Trump như anh Vũ Trung vừa nhắc đến, thì làm cho chúng tôi nhớ đến một câu là thuyền to thì sóng lớn, ông bà mới nói rõ như vậy. Không có nghĩa thuyền to là đắp chăn ngủ kỹ, không có nghĩa thuyền to là biển vẫn có sóng nhỏ để không đủ độ để mà sóng sánh chiếc thuyền lớn. Thưa anh, vẫn có những sóng lớn, và sóng lớn ập đến bất cứ lúc nào mà không cẩn thận thì có thể nguy hiểm.
Chúng ta cứ nhìn qua một số các tổng thống cận đại như là tổng thống George W. Bush hoặc là tổng thống ngay cả Bill Clinton cũng vậy, khi lên làm tổng thống rất đẹp trai phải không anh? Và sau ít tháng, một năm, hai năm thì tay tóc đã trắng xóa rồi. Ông Obama cũng thế. Riêng có tổng thống Donald Trump thì mới có 10 tháng. Nhưng mà biết đâu ngày nói to nói mạnh như vậy cho nó đã xả hết ra lại không có, không đến nỗi nào màu già như các vị tiền nhiệm thì sao? Mày Tuấn chỉ nói thế thôi xưa quý khán giả. Trở lại cái tin mà anh nói về thành phố trả 15 triệu Mỹ Kim cho cái đơn kiện của tổ chức Victoria cho cái nạn nhân là ông John Leopold. Thì thưa quý khán giả, chúng ta sống ở một xã hội tân tiến và văn minh, và chúng ta vẫn thường nói là luật pháp như Hoa Kỳ. Đặc biệt là nói về vấn đề gọi là đụng xe cộ trên đường phố hay là bất cứ hoàn cảnh nào, thì chúng ta cũng phải công nhận một điều là thần sầu khốc quỷ. Bởi vì có rất nhiều vị luật sư thật tuyệt vời anh ạ, họ giỏi lắm, họ hay lắm. Tưởng là nó bình thường nhưng họ có thể tìm ra được những góc cạnh để họ sư hỏi. Cho nên là không phải là Mai Tuấn đã từng ngồi với luật sư Jennifer Lee chuyên về hình sự mà đưa ra cái nhận xét này, mà quý vị thông thường cũng nhận xét thế như vậy. Nhất là đụng xe, có phải anh Vũ Trung? Nếu mà quý vị nào có thì nên tìm những vị luật sư, tôi chỉ thưa một điều, phải giỏi. Nếu không giỏi thì từ cái gọi là những trường hợp critical serious, mà nghĩa là thật là nghiêm trọng mà mình chỉ được bồi thường một cách thoáng qua. Chuyên môn nữa anh ạ. Có đúng không anh? Với lại có một điểm nữa là không phải thành phố nào kiện cũng có bạc triệu. Phải. Thành phố nghèo thì có phải có tiền, người có tiền. Nhưng mà quý vị nhớ cái giá. Mới tuần trước cũng cái thành phố Los Angeles, còn tuần trước 7 ngày về trước. Chỉ có một cái rễ cây nó trồi lên thôi. Đạp xe đạp té. Vấp vào té 7,5 triệu. Rồi một cái cũng tại thành phố này có giá 6,5 triệu. Quý vị nhớ là kiện thành phố Los Angeles phải kiện từ cái số tiền đó trở lên. Chứ đừng có dại mà kiện 100,000 nó uổng. Họ cho luôn. Tức là có một cái gồ ghề nào đó, một cái ổ nhỏ nhỏ đó, gọi là ổ gà. Đạp xe đạp ngang rớt vào ổ gà rồi đi kiện. Sau thời gian trên dưới 2 năm 6,5 triệu. Vì 15 triệu cho vụ tai nạn ban nãy cũng là kinh hoàng lớn chứ anh. Đó. Có những vụ tai nạn dĩ nhiên là nó phải lớn hơn nữa, và nó gồm 2-3 nạn nhân đến đến tình trạng gọi là có thể nói là gần như là thập tử nhất sinh, mà có sống thì cũng không phải là sống nữa. Họ lấy cả 100 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà trường hợp thì quá hiếm, có phải không anh? Nhưng 15 triệu Mỹ Kim trong một tai nạn như vậy đã là nhiều đối với người bình thường như chúng ta hiểu. Nhưng mà 100 triệu anh Tuấn cứ thử hỏi nó vào túi ai? Cái người nạn nhân là cứ nhắm mắt xong rồi đeo vào ống thở này nằm liệt 24/27. Nghe người thân nói cùng lắm là nghe được tiếng nói mà mắt cứ chớp chớp này thì còn gì không là, biết gì nữa. Còn gì là đời sống nữa. Cảm ơn anh Vũ Trung với cái tin vừa qua. Và thưa quý vị, bây giờ Mai Tuấn gửi đến quý vị một cái tin thời sự của Liên Hiệp Quốc, đó là tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Tuần vừa qua thì Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố rút khỏi tổ chức UNESCO, và tiếp theo sau đó thì Israel cũng cùng bắt chước với Hoa Kỳ làm một hành động như vậy, tức là không ở trong tổ chức UNESCO nữa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng và nói rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào UNESCO. Một đảng thì Hoa Kỳ rút ra, nhưng mà Trung Quốc thì bảo chúng tôi tích cực chứ không phải là chỉ ủng hộ. Thưa quý khán giả, Hoa Kỳ là quốc gia chúng ta biết rằng đã từng ủng hộ, hay nói đúng hơn đóng góp tài khoản lớn nhất, nhiều nhất cho tổ chức Liên Hiệp Quốc nói chung từ ngay khi thành lập sau đệ nhị thế chiến. Và có lẽ cũng chính vì lý do đó, Tổng thống Donald Trump khi đang là ứng cử viên đã tuyên bố là tổ chức Liên Hiệp Quốc lỗi thời. Và khi nếu tôi làm Tổng thống, tức là lúc đó đang là ứng cử viên với tư cách Tổng thống Donald Trump đã nói như vậy, có thể sẽ rút khỏi Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà cái chuyện rút khỏi Liên Hiệp Quốc thì nó quá lớn, thưa anh Vũ Trung. Nhưng một trong những hành động mà Tổng thống Donald Trump đã đi đến quyết định sau cùng, đó là ít nhất trong lúc này là rút khỏi tổ chức UNESCO. Tổ chức UNESCO là gì? Là một tổ chức văn hóa bảo trì các di sản văn hóa thế giới, cũng như đưa ra những chương trình dạy học
để giúp cho những thành phần phải nói rằng thực sự cần được giúp đỡ, như thể là những giới nghèo, vô cùng nghèo, hoặc là có những tật như khiếm thị, hoặc là bất cứ trong lĩnh vực nào, miễn là làm sao cho họ có được một cái khả năng về văn hóa. Đó là cái tiền mà UNESCO, tức tổ chức của Liên Hợp Quốc, đưa ra. À, với cái mục đích này là Hoa Kỳ, như Trung Quốc nói và chúng ta cũng biết, là quốc gia đầu tiên ủng hộ mạnh nhất và đưa ra những cái đề nghị như cái tổ chức UNESCO của Liên Hợp Quốc. Bây giờ Hoa Kỳ rút ra, Do Thái rút ra. Nhiều nhà phân tích nói rằng lý do mà Hoa Kỳ rút ra là để tránh nợ. Nợ gì? Tức là nợ từ trước tới nay. Thí dụ như mỗi năm hứa vài trăm triệu Mỹ Kim, mà có thể đã có những năm Hoa Kỳ đã chưa trả hết, hay là chưa đưa, chỉ đưa một phần. Thì nếu tiếp tục thì Hoa Kỳ phải trả hết những cái nợ mà mình đã hứa. Điều thứ hai, họ nói rằng cái lý do mà Hoa Kỳ rút ra là bởi vì Hoa Kỳ khó chịu với tổ chức Liên Hợp Quốc qua UNESCO đã không có công bằng với Israel, tức là Do Thái, là bởi vì có một thành phố ở Do Thái, tức là thành phố Hebron, đã được công nhận, thiên nhiên Liên Hợp Quốc công nhận là một trong những di sản văn hóa của thế giới, nhưng lại nằm ở trong cái phần đất của Palestine, là điều mà Israel không bằng lòng trong mấy năm vừa qua. Thưa quý khán giả, nếu chỉ vì, Mai Tuấn đi đến một cái câu hỏi và cũng là kết luận của Mai Tuấn, nếu chỉ vì một ít tiền, Mai Tuấn nói rằng dù là 200-300 triệu đi chăng nữa thì cũng không đáng để cho một nước đàn anh như Hoa Kỳ. Và nếu chỉ vì cái chuyện bênh vực Israel để làm chuyện đó thì quả thật chúng ta đang rút lui để nhường lại chỗ cho Trung Quốc. Và Trung Quốc, chúng ta phải biết một điều là trong cái hoàn cảnh hiện nay, bất cứ điều gì, bất cứ việc gì mà Hoa Kỳ rút ra khỏi thế giới thì Trung Quốc sẽ tìm cách rất nhanh để chám vào chỗ đó. Mục đích gì? Để cố gắng moi lên hàng cường quốc và đẩy Hoa Kỳ xuống dưới. Không biết anh Vũ Trung nghĩ sao? Là cái vai trò của UNESCO quan trọng lắm. Đúng vậy. Rất là quan trọng. Ờ, trong quá khứ thì những cái nghị quyết hay là cái sự vinh danh của UNESCO về một cái công trình về văn hóa, hoặc là cái công trình liên quan đến cái chuyện đó dành cho một người, thì nó trở thành một cái giá trị toàn thế giới. Thì tôi nhớ đến cái giai đoạn mà năm 1987 thì cũng chính tổ chức này đã dự trù và họ đã chấp thuận để vinh danh biểu tượng là ông Hồ Chí Minh vì có những công trình đóng góp. Nhưng mà không. Nhưng mà thưa anh, đã vinh danh rồi. Cái vấn đề đặt ra là cho đến 3 năm sau, tức là năm 1993 đó, thì cái sự sụp đổ của Đông Âu đó, cộng với lại một cái người giám đốc của UNESCO mới đó, tự nhiên theo cái thông tin thì ông này không có thiện cảm với ông Hồ Chí Minh, vì lẽ gì đó không thấy được giải thích, cộng với lại cái sự chống đối của cộng đồng hải ngoại, tức là những người không đồng ý với ông Hồ Chí Minh đã lên tiếng phản đối và tranh luận. Và cuối cùng thì kết hợp với, như tôi nói, là cái sự sụp đổ của Đông Âu đó, cuối cùng thì UNESCO rút lại. Nhưng mà cái điểm đặc biệt ở đây là nghị quyết thì đã có vinh danh từ 3 năm trước, nhưng mà khi rút lại dưới triều đại của ông tổng giám đốc, tân tổng giám đốc UNESCO về cái nghị quyết vinh danh ông Hồ Chí Minh ấy, thì lại không được công bằng. Có lẽ là vì yếu tố ngoại giao, thể diện. Đó là một trong những cái thông tin mà chúng tôi muốn bổ túc vào cái phần tin nói về UNESCO của anh Mai Tuấn. Cảm ơn anh Vũ Trung. Và một lần nữa, sau phần thông tin thương mại, mời quý vị trở lại để tiếp tục phần thứ ba câu chuyện. Chào buổi sáng.